Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 60 năm ngày Bác Hồ đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ công an xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Giải thưởng gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu được Công an thành phố Hà Nội triển khai từ năm 2007. Qua 17 năm, đã tuyên dương 173 thanh niên công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 6 cá nhân được trao tặng giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 20 cá nhân được trao tặng giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu, 14 cá nhân được trao tặng giải thưởng gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu. Nhiều gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp, trong đó có 1 cấp cục, 10 cấp phòng và 83 cấp đội. Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên công an thủ đô phấn đấu vươn lên, đồng thời khắc họa sinh động phẩm chất của người đoàn viên thanh niên công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, là điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, là hạt nhân trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Cảm giác của tôi bây giờ thì rất là vui và tự hào và cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì khi trong hơn 10.000 đoàn viên thanh niên của cả thành phố đều nỗ lực phấn đấu trong năm vừa qua thì tôi đã vinh dự được ban giám đốc chọn tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2023. Và trong cái thời gian tới thì với cái sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ công an thủ đô thì tôi cũng mong rằng không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các đoàn viên thanh niên ở trong thành phố sẽ cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, thể hiện sức trẻ, cái vai trò tiên phong đi đầu của đoàn thanh niên. Và trong thời gian tới thì đối với cá nhân tôi thì tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, nhất là trong cái lĩnh vực mà tham mưu cho ban chỉ đạo 06 cấp huyện để triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06 trong năm 2024 và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ công tác chuyên môn khác được giao. Phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên và truyền thống vẻ vang của công an thủ đô anh hùng, trong những năm qua các cấp bộ đoàn trong công an thành phố luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do công an thành phố và đoàn cấp trên phát động, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của tuổi trẻ công an thủ đô. Những gương mặt trẻ tuyên dương là những đại diện tiêu biểu nhất trong tất cả các lĩnh vực công tác trong năm 2023, và đây là những tinh túy, những đại biểu thể hiện cái tinh thần, cái sức trẻ của thanh niên công an thủ đô để đóng góp cho cái công tác chung của đơn vị cũng như là lan tỏa những hình đẹp đến quần chúng nhân dân, thể hiện cái sự, cái tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ. Và trong 17 năm triển khai giải thưởng đến nay thì đã có 173 thanh niên công an thủ đô tiêu biểu được tuyên dương, và những thanh niên được tuyên dương này thì cũng đang tiếp tục nỗ lực phát huy cái vai trò, cái khả năng của mình để thể hiện trong các mặt công tác chuyên môn để xứng đáng với những giải thưởng đã được trao tặng, và cũng đã có rất nhiều những đồng chí đã lập chiến công, đã được tin tưởng để giao trọng trách những nhiệm vụ rất là quan trọng. Và với cái giải thưởng này thì thực tế là hàng năm thì đã trở thành một nguồn động lực rất lớn lao đối với mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên của công an thành phố để có lực tiếp tục phấn đấu, để có lực tiếp tục cống hiến cho cái công việc chuyên môn cũng như là trong các hoạt động của tập đoàn và phong trào thanh niên, để làm sao có thể góp phần xứng đáng hơn nữa vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội trong 68 năm qua, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên công an thủ đô sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Năm 2023 được tôn